Sử Tử Bộ hôm nay muốn giới thiệu với các bác tác phẩm Đặt Mà Quá Hải, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là 803, có kích thước cao 96, ngang 45 và sâu 32, hàng liền khối và rất là đặc gỗ, đục ra tác phẩm rồi, nặng 27kg các bác nhé. Một tác phẩm có thể nói là được người nghệ nhân đục rất đẹp và sắc nét. Em sẽ quay cận cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này. Và hôm nay, các bác hãy cùng với Sử Tử Gỗ tìm hiểu về ý nghĩa của tượng Đặt Mà Sư Tổ được điêu khắc bằng chất liệu gỗ hương tà các bác nhé. Có thể nói thì tượng gỗ Đặt Mà là một trong những pho tượng được ưa chuộng và săn lùng nhất hiện nay. Bởi lẽ, tượng Bồ Đề Đặt Mà từ lâu vẫn nổi danh là vật chấn trắc hiệu quả, không chỉ giúp xua đuổi tà ma và vận khí xấu mà còn giúp bảo hộ và phò trợ đắc lực cho gia chủ. Chính vì thế mà rất là nhiều người chọn mua và bài trí tượng Đặt Mà Sư Tổ ở trong nhà, tại nơi làm việc, hoặc coi tượng ma là tặng phẩm phong thủy đầy giá trị cho các nhân vật có chức quyền cao, có địa vị trong xã hội. Hình ảnh Sư Tổ Đặt Mà Quá Hải là biểu tượng của sự giác ngộ cao và ý chí kiên định vững vàng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Trong phong thủy thì tượng gỗ Đặt Mà Quá Hải ngoài ý nghĩa trấn trạch nói chung còn là một lời nhắc nhở đối với các thành viên trong gia đình về cách sống. Trong cuộc sống, chỉ cần con người có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu thì sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở để đạt được thành công như mong đợi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bác tìm hiểu kỹ hơn về tác phẩm Đặt Mà Sư Tổ để có thể lựa chọn cho gia đình mình một tác phẩm làm sao mà ưng ý và hợp phong thủy nhất để có thể phù hộ cho các bác mãi về sau này. Với ý nghĩa này thì chắc hẳn các bác đang rất muốn có một bức tượng Đặt Mà để trưng bày ở trong nhà hay bàn làm việc của mình rồi đúng không ạ? Các bác hãy nhanh tay lựa chọn để cho gia đình mình có được một bức tượng Đặt Mà ưng ý nhất để giúp gia đình luôn may mắn, mạnh khỏe và tránh được yêu ma, bảo vệ gia chủ các bác nhé! Nếu như các bác quan tâm đến sản phẩm Đặt Mà Quá Hải chất liệu gỗ hương ta có mã là 803, có kích thước cao 96, ngang 45 và sâu 32, nặng 27kg, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn đi Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 để được tư vấn cụ thể hơn. Đây là mặt sau của tác phẩm, mời các bác xem qua, hàng đẹp không tì vết và đặc biệt là vân siêu đỉnh các bác nhé. Nếu như các bác yêu thích video này, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sử Tử Gỗ để theo dõi các video bên em các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Sử Tử Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.